Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Tiến xe tải Hà Nội. Thì đây là chiếc xe tải Terra 345L của tập đoàn Daihatsu Motor. Nó sử dụng hệ thống 3 cục CKD của Isuzu từ động cơ, cầu số và hộp số. Nên là anh em nghe đến động cơ Isuzu cũng là rất là yên tâm rồi. Một chiếc xe rất là lành bệnh, gần như là không có hiện tượng hắt hơi sổ mũi. Đó, và thêm nữa là động cơ Isuzu nó cực kỳ tiết kiệm nhiên liệu. Mức tiêu hao nhiên liệu của chiếc xe này nó chỉ dấu khoảng 10 lít trên 100 km. Đó, với một kích thước thùng rất là lớn như này. Đó chỉ tiêu hao 10 lít thôi anh em. Đó, với những chiếc xe cùng phân khúc bây giờ thì như kiểu Hyundai HD72 những xe đời cũ hoặc là những chiếc xe của IZ thì nó mức tiêu hao nhiên liệu nó sẽ rất là lớn. Đó, nó sẽ rơi khoảng tầm 14 đến 15 lít. Đó, nhưng mà chiếc xe này nó chỉ ăn khoảng tầm 10 lít thôi. Anh em tiết kiệm được rất là nhiều. Đó, 10 10 lít trên 100 km nha anh em. Đó. Thì với chi tiết của xe thì tôi cũng đã có rất nhiều video rồi. Bây giờ tôi sẽ không giới thiệu lại nữa và chỉ thông báo thứ nhất là trong cái video này tôi sẽ thông báo giá của phiên bản thùng bạt đóng tại Hưng Yên và phiên bản thùng kín đóng tại Hưng Yên. Đó, với phiên bản thùng bạt đóng tại Hưng Yên như anh em thấy là với thiết kế rất là đẹp thùng dài ba khoang và nó là đều là bọc ở ngoài inox lá mè hết nha anh em đó với phiên bản thùng ba khoang như này thì nó sẽ có chiều dài là chiều dài lọt lòng thùng là 6m35 rộng 2m02 và cao 1m98 đó nó kịch cử cực kỳ thích hợp để anh em chở những mặt hàng cùng kênh và thêm nữa chiếc xe này nó đã có sẵn sàng gỗ và bọc tất cả các bửng nha anh em đó như anh em thấy là uh, trong tất cả những cái bừng này nó xe nó sẽ có 7 cái bừng và tôi đã bọc hết rồi Đấy. đây như anh em thấy là xe có mấy nó có 7 cái bừng thì chúng tôi đã bọc hết rồi và cái phần vách cabin đó thì uh, với cái chiếc xe thùng chất lượng như này thì hiện tại đang có mức giá là 548 triệu là giá nguyên xe anh em đó 548 triệu giá nguyên xe chưa bao gồm chỉ phí đăng ký đăng kiểm đó, một mức giá cực kỳ hợp lý để anh em có thể đầu tư. Đó, và thêm nữa chiếc xe này đang được khuyến mại 10 triệu, tương đương 100% lệ phí trước bạ của nhà máy thì mức giá bây giờ chỉ nó chỉ rơi là 538 thôi. Đó, cộng thêm khoảng hơn 20 triệu đăng ký đăng kiểm nữa thì uh, nó sẽ rơi khoảng tầm 560 triệu là lăn bánh. Đó. Uh, nếu mà anh em có nhu cầu về lăn bánh về tỉnh nào thì có thể là báo uh, gọi điện trực tiếp vào số hotline để để có thể tư sẽ có thể tư vấn thêm cho quý vị. Đó. Và với thường thì anh em sẽ thắc mắc là lấy biển trắng hay biển vàng Thì tôi cũng sẽ tư vấn luôn là anh em nếu mà không kinh doanh vận tải Thì tốt nhất là lấy biển trắng bởi vì nó sẽ không mất nhiều chi phí Đó. Nếu mà anh em kinh doanh vận tải chở hàng chở hàng để lấy cước thì làm biển vàng Đó. Và biển vàng thì nó sẽ mất thêm chi phí định vị phù hiệu hàng năm hàng tháng nha anh em Đó. Và một cái thùng rất là chất lượng nha 560 triệu lăn bánh Đó. Đã được trừ 10 triệu khuyến mại nha anh em tiếp theo là chiếc xe tải thùng kín với phiên bản thùng kín này thì nó sẽ ngắn hơn phiên bản thùng bạt một chút nó là nó chiều dài của nó chỉ là 6m3 thôi thùng kín à, thùng bạt thì nó sẽ dài là 6m35 còn thùng kín là 6m3 nha anh em đó tổng khối hàng của thùng này nó cũng là đã hơn 25 khối rồi rất là dòi rất là dài rất là to và rất là rộng nha anh em đó nhìn thì anh em có rất nhiều là anh em đến xem xe lần đầu thì cứ tưởng đấy là xe 6-7 tấn đó nhưng mà thực chất nó chỉ là xe 3,5 tấn thôi đã rất thích hợp để chở những mặt hàng công cành đó chiếc xe này nó còn thích hợp hơn nữa là với 3,5 tấn thứ nhất chi phí đăng ký của anh em sẽ thấp hơn chi phí đăng kiểm thấp hơn và phí cầu đường cũng thấp hơn nữa đó và thêm nữa là chiếc xe này còn tiết kiệm dầu nữa cơ đó rất nhiều những cái lợi ích khi mà anh em đầu tư chiếc xe này đó với phiên bản thùng kín này thì tôi cũng không cần phải nói chi tiết quá nhiều thì uh, chiếc xe này nó cũng đã có đầy đủ hết những cái chi tiết mà nó cũng thiết kế rất là đẹp nữa đó chống vặn chống vọng mà inox bốn cạnh như anh em thấy. Đó, một chống vặn cực kỳ tốt. Đó. Thêm nữa là cản hồng inox. Đó. Thùng inox 6 m 30. Và chiếc xe này hiện tại đang có mức giá là 540 triệu là giá nguyên xe. Đó, nó sẽ rẻ hơn phiên bản thùng bạt một chút nha anh em, bởi vì chiếc xe này nó không có sàn gỗ. Đó, còn phiên bản xe thùng bạt thì nó có sàn gỗ để có thể anh em có thể chở những cái mặt hàng nó nặng hơn. Đó. Thì với chiếc xe tải thùng kín này thì đang có mức giá là 540 triệu giá nguyên xe Đang được trừ 10 triệu khuyến mại 100% lệ phí trước bạ của nhà máy ấy, Thì chỉ còn 530 triệu thôi Đó, Tổng lăn bánh của chiếc xe này nó sẽ do khoảng 550 triệu Đó, Rẻ hơn chiếc xe thùng bạt nha anh em Đó. Và nếu anh em nào đang có nhu cầu cũng như là muốn được tư vấn Thì hãy liên hệ với tôi Hoặc là tôi để giữ màn hình Và đừng quên like, share và đăng ký kênh Để chúng tôi có động lực để ra những video tiếp theo Xin chào và hẹn gặp lại các bạn